Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách bật trạng thái online trên Facebook Nếu trước đó các bạn chúng ta đã tắt trạng thái online trên Facebook Bây giờ các bạn chúng ta không muốn tắt nữa Mà chúng ta muốn bật trạng thái online lên Thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây Bước đầu tiên á Các bạn chúng ta sẽ truy cập vào ứng dụng Facebook trên điện thoại Đó bây giờ tôi sẽ bấm vào ứng dụng Facebook Tiếp theo ở đây Tôi sẽ chọn vào ba dấu gạch ngang Nó nằm phía trên Bên góc bên phải á các bạn chúng ta sẽ chọn vào. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ kéo xuống. Tới cái dòng là cài đặt vào quyền riêng tư. Thì bạn chọn vào dòng này. Tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ chọn vào cài đặt. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ kéo xuống. Tới cái mục là đối tượng và chế độ hiển thị. Đó các bạn chúng ta sẽ kéo tới dòng cuối cùng của mục này nó sẽ xuất hiện cái dòng là trạng thái hoạt động đó bây giờ tôi sẽ chọn vào dòng là trạng thái hoạt động thì lúc này á các bạn thấy nó có một tùy chọn đó là hiển thị khi bạn hoạt động này đó nó đang được tắt do lúc trước á tôi đã tắt trạng thái online bây giờ tôi không muốn là tắt nữa thì tôi sẽ bật lên đó, như vậy là tôi đã bật thành công quay lại này. đó kể từ đây về sau á khi tôi online thì bạn bè của tôi á, họ sẽ thấy tôi online. Và tôi cũng thấy là bạn bè tôi online nha. Đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách bật trạng thái online trên Facebook. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.